Bài thủ thuật trên Photoshop CC 2019. Hôm nay là cái bài chúng ta tách lông tóc. Tách lông tóc là bởi vì tách tóc và tách lông nó cùng một nguyên tắc. Chúng ta sử dụng cái nền này. Đó là cái bàn tay. Và chúng ta sẽ tách con cáo với chi tiết lông. Chi tiết bộ lông này nè. Và nằm trên cái bàn tay hồi nãy ha. Đầu tiên, chúng ta kéo cái bàn tay vào Photoshop để mở nó lên. Tôi sẽ lật cái bàn tay xuống để cho nó ở cái trạng thái là như thế này. Và con cáo sẽ nằm trên đây. Tôi kéo con cáo vào. Các bạn thấy là khi tôi kéo vào ha, tôi có thể điều chỉnh nó như thế nào đó để cho nó chút xíu nữa nó dễ. Và tôi thấy rằng là cái ánh sáng của con cáo với lại cái tay nó ngược nhau nè. Cái ngón tay, cái bàn tay thì ánh sáng từ bên đây qua, con cáo từ bên đây qua. Thành ra tôi sẽ lật con cáo lại để cho nó thuận với lại cái hướng sáng. Như vậy nó thuận với hướng sáng, hai cái hướng sáng nó sẽ cùng một, con cáo và bàn tay sẽ cùng một hướng sáng. Rồi tôi nhấn OK. Chúng ta thấy nó là một cái Smart Object Layer ha. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tách con cáo ra và tách cả lông nữa. Bây giờ tôi sử dụng cái công cụ chọn nhanh, Quick Selection Tool. Chúng ta tiến hành, chúng ta ráp, ráp tới đâu nó loang tới đó, ráp tới đâu nó loang tới đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ráp thêm những cái phần nào mà chúng ta thấy nó bị thiếu này. Rồi tôi sẽ trừ ra, đây là cái gốc cây, không phải con cáo. Chúng ta nhấn phím Alt+Tab, chúng ta trừ ra ha. Trên Mac nó là Option, trên Windows nó là Alt+Tab. Trên Mac cũng có thể gọi là Alt+Tab cũng được. Rồi một cách chọn nhanh chúng ta chọn được như thế. Tôi chuyển qua Select and Mask. Các bạn có thể chọn trên đây ha. Có thể chọn ngay đây. Select and Mask và chúng ta dùng cái công cụ thứ ba nè. Chúng ta chọn cái nào thực sự là của con cáo. Ví dụ ở đây, phần này là thực sự là của con cáo này. Nó không có dính miếng nền ở trong đó hết. Đây, chọn tay này cũng vậy nè. Nó là thuộc về con cáo và không có một miếng nền nào hết. Rồi bây giờ tôi sẽ xử lý cái mảng lem nhem giữa lông và nền ha. Cái mảng này mới là khó. Thì chúng ta xử lý bằng cái công cụ chính giữa nè. Các bạn chọn một kích thước nó vừa. Ví dụ tôi đang chọn cái ở đây phần lông của cái trong cái hốc tai đó, nó màu trắng nè. Chúng ta sẽ lít vào, lít lấy cái mẫu màu ha. Mẫu màu này tôi giữ lại nha. Tôi lít vào và giữ luôn cái cọ, chúng ta quét. Chúng ta quét thì nó sẽ nhận ra được mình lấy cái màu gì. Đó. Rồi xong, tôi đã lấy được màu này. Bây giờ tới phiên cái phần này, tôi cũng lít từ bên trong. Lít rồi giữ rồi tôi quét luôn. Rồi, chúng ta đã có được cái phần đó. Rồi tới phiên cái phần này tôi cũng lít vào bên trong. Chúng ta quét. Phần này nó hơi khó, để chút xíu nữa chúng ta sẽ giải quyết nó. Lít đây, quét tiếp, lít trong đây, chúng ta quét tiếp ở ngoài này. Nếu mà trường hợp mà các bạn thấy cái sợi lông nó dài thì chúng ta có thể là vuốt ra. Rồi bây giờ tới phiên cái phần đây, chúng ta cũng sẽ xử lý như thế. Và chúng ta thấy rằng là
cần là tăng cái kích thước cọ lên một chút. Rồi chúng ta quét nó nhanh, click vào đây và chọn click vào đây và chọn giữ chuột luôn nha. Chúng ta giữ chuột luôn thì nó sẽ nhận ra được chúng ta lấy phần nào và chúng ta bỏ phần nào. Rồi tiếp tục ở dưới này, chúng ta cũng click vào và chúng ta quét lên cái phần lem nhem giữa nền và lông. Tôi sẽ tiếp tục click vào đây và tiếp tục chọn phần lem nhem giữa nền và lông. Như vậy là con cáo chúng ta chọn bằng một cái công cụ khác, và cái phần mà mảng lông dưới nền chúng ta sẽ chọn bằng một cái công cụ khác. Ở đây chúng ta sẽ thấy nó lộn chộn ở chỗ này, và chúng ta có thể là xử lý bằng lấy hẳn luôn. Nhưng mà để cho nó đẹp á, thì chúng ta sẽ cho cái mềm cái cọ lại ha. Chúng ta sẽ lấy này. Rồi nếu mà trừ đi á, chỗ này chúng ta có thể trừ đi, nhấn phím antenna chúng ta trừ đi. Tại cái cọ nó mềm, thành ra chúng ta sẽ thấy nó đỡ bị phô. Chỗ này cũng vậy, mà chỗ này thì không quan trọng lắm, chút xíu nữa nó nằm ở trong lòng bàn tay, nó có cái bàn tay che đi. Chúng ta chỉ đại khái. Bây giờ chúng ta kiểm tra, chúng ta thấy cái lỗ mũi nè. Cho mũi thực sự là của con cáo đúng không? Chúng ta sẽ lấy. Bây giờ chúng ta kiểm tra, chúng ta vào cái black and white nè, chúng ta sẽ thấy được cái nào mà nó bị lỗi hay không. Ở đây cũng khá là hoàn hảo. Ở trong cái mảng chính giữa này không có một cái lỗ thủng nào hết. Chúng ta cũng có thể lấy đoạn này. Bên ngoài cũng không có lỗ thủng nào hết. Rồi, như vậy thì được. Tôi xuất nó ra là một cái layer mask, là chúng ta sẽ có con cáo nằm đây. Ở đây các bạn sẽ thấy là có một số cái vị trí là các bạn thấy là còn cái mảng trung gian này, nó còn bị phần này, thì chúng ta sẽ xóa nó đi. Thì xóa ở đây chúng ta sẽ sử dụng cỏ brush nè, và chúng ta sẽ dùng màu đen ha. Tại vì con cáo nè, ở trong cái mặt nạ nó là cái mảng trắng. Mảng trắng là cho hiển thị con cáo, mảng đen là nó giấu đi. Thì bây giờ chúng ta muốn giấu đi cái này thì chúng ta sử dụng màu đen. Và chúng ta sử dụng cái chế độ cọ là overlay ha. Bạn có thể là giấu bớt đi. Tại sao là overlay? Overlay là để chúng ta không có xóa nhầm vào trong đây được ha. Các bạn dùng cọ overlay chúng ta xóa vào đây không được. Tất nhiên là nó sẽ xóa đoạn này, nó hơi gắt, thành ra chúng ta chỉ cần nhấn nhá thôi, không có xóa nhiều ha. Chúng ta nhấn nhá. Rồi như vậy xong rồi, tôi trải về cái nọc mô nha. Như vậy chúng ta đã có con cáo tách ra được con cáo rồi. Bây giờ muốn cho nó hẳn trong lòng bàn tay thì chúng ta phải cho cái ngón tay này nó xuất hiện ha. Bây giờ tôi cho con cáo nằm trong lòng bàn tay. Như vậy tôi sẽ phải cho cái ngón tay này. Chúng ta muốn cho ngón tay này thì chúng ta có thể xóa bên trong con cáo. Chúng ta xóa bên trong con cáo thì hiện tại con cáo nó cho hiển thị trong cái mảng màu trắng nè. Chúng ta có thể dùng màu đen. Chúng ta xóa đi là chúng ta có thể lòi ra được cái ngón tay ha. Ngón tay. Tuy nhiên chút xíu nữa các bạn chỉnh con cáo này, các bạn di chuyển đó thì nó sẽ đi luôn cái phần mà mất này. Thành ra tôi muốn chỉnh con cáo được, chút xíu nữa chỉnh con cáo được mà cái ngón tay nó vẫn có thể là nó lộ ra được, thì chúng ta sẽ tạo ra một cái rúp và chúng ta tạo cái layer mask
cho cái group này, trong cái layer mask này chúng ta để lộ bàn tay ra, ngón tay ra. Thì trong cái phần ngón tay này thì lúc đó chúng ta điều chỉnh cái layer bên trong thì cái ngón tay nó vẫn luôn luôn nằm ở vị trí này, nó không bị di chuyển theo. Tôi tạm thời tắt cái con cáo để chúng ta có thể chọn được nguyên cái ngón tay này nó dễ dàng. Chúng ta click vào đây để tạo mặt nạ nha. Hiện tại là mặt nạ trắng. Chúng ta dùng cỏ đen. Để tôi sử dụng cái cỏ đen và chúng ta sẽ tăng lên cho nó hơi cứng một chút để chúng ta chọn cái ngón tay cho nó tròn. Chúng ta chọn mềm chút xíu nữa chúng ta phải dậm lại cái đường biên. Rồi tôi sẽ chọn. Các bạn sẽ không thấy thay đổi gì hết bởi vì chúng ta đang cho tất cả mọi thứ nó đều trong suốt. Tuy nhiên cái mặt nạ một chút xíu nó sẽ cho chúng ta thấy được rằng là chúng ta đã xóa gì trong mặt nạ đó. Các bạn cũng không cần phải chính xác lắm tại vì một hồi sau chúng ta có thể chỉnh lại được ha. Đây, ngón tay tới đây. Và ở cái phần này thì nó cũng là nằm trên cái con cáo luôn. Nó nằm gần mắt chúng ta hơn con cáo luôn. Đây là cái phần này nó phải là. Rồi tôi sẽ thử. Chúng ta nhìn vô trong cái mặt nạ chúng ta thấy nè. Chúng ta thấy có những cái vệt màu đen nè. Những vệt màu đen này là những cái vệt mà chúng ta sẽ cho phép cái ngón tay nó xuất hiện. Rồi tôi sẽ bật cái con cáo lên. Các bạn thấy con cáo nó như thế này. Tôi bỏ con cáo vào cái group này để cho nó chịu ảnh hưởng của cái group và chúng ta sẽ thấy cái ngón tay nó lót lên ha. Rồi bây giờ tôi sẽ xóa tiếp cái phần bên trong nè. Chúng ta sẽ xóa tiếp, dùng cỏ xóa tiếp và click chọn cái mặt nạ này để xóa tiếp để cho cái ngón tay phía dưới nó lót lên. Rồi như vậy chúng ta đã có ngón tay lót lên rồi. Bây giờ tôi sẽ điều chỉnh con cáo sao cho nó nằm trong cái bàn tay cho nó hợp lý nhất. Thì chúng ta sẽ chọn con cáo nè. Chúng ta nhấn cái Ctrl T hoặc là Command T cho máy Max ha. Chúng ta xoay, chúng ta tăng giảm sao cho con cáo nó nằm trong lòng bàn tay. Các bạn thấy cái ngón tay nó không bị ảnh hưởng ha. Ngón tay nó dường như là nó được tách ra một cái layer riêng rồi. Rồi như thế, con cáo nó như vậy. Tôi bấm OK và tôi xóa tiếp cái phía dưới này ha. Phía dưới này là những cái thứ mà chúng ta muốn là con cáo nó phải được giấu đi, nó không ra đây. Rồi nếu như bạn muốn cái con cáo nó có tì vô trong cái ngón tay nè thì chỗ này nè nó sẽ lòi cái bàn tay, nó sẽ lòi cái lông ra đây, nó chườm cái lông ra đây một chút. Thì lúc này chúng ta sử dụng cái cọ nó mềm thiệt mềm ha, lên chúng ta sử dụng cái cọ, chúng ta cho con cáo nó chườm lại đi chút xíu. Thì lúc đó chúng ta sử dụng cái cọ màu trắng ha. Tại chúng ta ăn vô trong cái phần của cái ngón tay nè. Ví dụ tôi cho cái lông ra đây chút xíu nè, cho nó chút xíu nè, cho cái phần lòng nó có ảnh hưởng đến ngón tay một chút. Ở dưới này cũng vậy nè. Bạn có thể là cho nó có cái tương tác với lại cái phần ngón tay đây một chút ha. Rồi, cái chỗ nào nó ăn lên này nè, chúng ta sử dụng màu đen chúng ta xóa lại. Ở đây bạn có thể cho ra chút xíu. Rồi chúng ta dùng đèn chúng ta làm mới nó lại. Tất nhiên là chúng ta sẽ cho nó mịn đi. Để cho cái tay nó có tương tác với lại cái con
cáo bên trong. À, thế là con cáo nó nằm trên bàn tay rồi. Bây giờ tôi sẽ tiến hành mà cho nó có cái bóng ha, cho cái bóng đổ của cái bàn tay. Cái phần này là con cáo và bàn tay, thì cái bóng của bàn tay nó sẽ có nằm trên con cáo. Như vậy tôi sẽ tạo ra một cái layer trắng ở trong lòng của cái rúp này, và tôi sẽ dùng cái cỏ đen. À, tôi có thể tăng lên một chút xíu và giảm cái opacity này để nhẹ nhẹ thôi. Đầu tiên tôi sẽ xử lý cái này ha, cho nó thực sự là khuất ha. Các bạn cứ làm chút xíu nữa, chúng ta sẽ chỉnh nó lại. Phần này cũng vậy đó. Rồi cái phần này nè, nó cũng là hình cầu đúng không? Như vậy thì nó cũng tối đi, mà nó cũng nên tối, nó nên tối để cho cái bật cái khuôn mặt của con cáo lên. Phía dưới này nè cũng tối đi một chút. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xóa đi những cái phần bên ngoài này, sử dụng cái cọ màu trắng ha, sử dụng cái cọ đen, cái xung cơ đen, cọ đen để chúng ta cho cái phần ngón tay này nó lộ ra thêm. Nhớ là tăng cái này lên và chúng ta lấy cứng cứng. Ta sẽ không bị ảnh hưởng. Rồi ở cái phần cái layer này nè, layer này chỉ là màu đen thôi, bạn có thể là xóa đi bớt, dùng cái cục gơm mà chúng ta có thể xóa bớt đi. Quá bị cái phần dưới nền. Rồi còn cái phần dưới nền này thì chúng ta sử dụng cái cọ màu đen này với cái độ chúng ta có thể cho nó như thế. Bây giờ tôi dùng cái này tôi dập lại một chút. Cho nó đáp lên trên cái mặt. Bạn có thể sử dụng màu trắng nếu bạn muốn. Tôi làm một cái layer khác, cái này ta gọi là shadow đi. Shadow, cái này là highlight đi. Highlight thì ở cái layer trắng này nè, bạn sử dụng màu trắng nè. Bạn có thể cho nhẹ nhẹ thôi, ví dụ như vậy. Cái phần này chúng ta sẽ cho nhẹ một chút. Rồi, chúng ta có thể dùng gơm chúng ta nhả lại. Ở đây chúng ta sẽ cái group này các bạn có thể đặt tên là finger. Còn cái này thì chúng ta có thể đặt tên là frog. Hey, con cáo.
Như vậy thì chúng ta đã có con cáo nằm trên lòng bàn tay. Bài này là chủ yếu là tách lông tóc ha, phần tút phía sau là do chúng ta làm để cho nó thật lên. Các bạn có thể là chỉnh ở đây nè, cái phần cái này cho nó mướt đi, bằng cách là hiện tại là cái màu trắng là của con cáo ha, chúng ta sử dụng cái cọ đen để tôi dập. Gắt. Phần này nó nằm trong cái nó đỡ cái phần tương phản như nền. Mình thấy cái chỗ này nó cũng không có thật lắm, chúng ta dặm thêm. Cái ngón, cái màu đen là để lộ cái ngón tay ra. Bây giờ chúng ta trừ bớt đi, chúng ta sử dụng màu trắng ha. Chúng ta sẽ cho nó tăng 100% lên và chúng ta sẽ giảm xuống để chúng ta trừ bớt màu trắng cho nó khá cứng, và chúng ta sẽ trừ đi. Nhớ là chọn cái mặt nạ ha. Và chỉnh thế nào là quyền của bạn, chỉnh làm sao cho nó giống và nó đẹp ha, cho nó thích hợp nhất là được rồi. Rồi, con cá đã nằm trong lòng bàn tay.